Chị một cái thằng mà đầu đường xó chợ mà bây giờ á quốc tế á, nó kiện vậy thì nó có phải là tội đồ không hả? Chỉ có một mình nên nó thôi, nó tu nó đắc đạo hay không mình không biết, nhưng mà bây giờ trước mắt thấy hệ lụy chưa, hệ lụy chưa? Bây giờ nếu Việt Nam bị cấm vận, thế giới cấm vận, thì chuyện gì sẽ tới bao nhiêu người khổ đây? Phật dạy như thế này, một người tại gia nào tu hành mà quên bổn phận với người thân? Làm bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật đâu phải dạy cho mình tín ngưỡng một cái đấng tối cao nào đâu, mà Phật dạy cho mình cách sống giữa con người với con người. An Phước ơi, Việt Nam ba que nhiều lắm. An Phước ơi, ba que Việt Nam nhiều lắm. Tấm nó đi, bắt nó đi, nhốt nó đi cho Việt Nam yên vui. Tấm nó đi, bắt nó đi cho Việt Nam yên vui. Vì một cái thằng mà đầu đường xó chợ mà bây giờ á quốc tế á, nó kiện vậy thì nó có phải là tội đồ không hả? Vậy có phải là nó là tội đồ không cả nhà? Nó có liên quan gì mà bây giờ á, là quốc tế kiện Việt Nam rồi đây nè? Chưa gì hết trơn mà Việt Nam trong tương lai đã mệt mỏi đây, đúng không? Bắt đầu nếu mà nó cấm vận Việt Nam thì coi Việt Nam đuối không, là phải nói là hệ lụy không, nó làm cho bao nhiêu người dân khổ không, phải nó khốn nạn kháng nộn không, phải nó quá kháng nộn không hả? Phải nó gao nó quá khô mà kháng nộn không, đúng không? Chỉ có một mình nên nó thôi, nó tu nó đắc đạo hay không mình không biết, nhưng mà bây giờ trước mắt thấy hệ lụy chưa, hệ lụy chưa? Bây giờ nếu Việt Nam bị cấm vận, thế giới cấm vận, thì chuyện gì sẽ tới bao nhiêu người khổ đây? Trong khi trong đó dòng họ nó chắc không đói rồi, bị dòng họ nó còn kêu gọi được. Dòng họ nó có liên quan tới ba càng thì ở bên kia người ta lo được, chỉ có anh em dòng họ nó là được sống yên ổn thôi, còn những người khác thì người ta sống làm sao, đúng không? Vậy thì nó phải là hệ lụy không, nó phải hệ lụy không, đúng chưa? Bây giờ tụi bay suy nghĩ nè, nó tụi tòe con nè, tệ tệ con tụi bay vô tao hỏi nè. Bây giờ tao tao nói tụi bay nghe nè, bây giờ nếu như tụi bay có biết là 1 năm 2 năm nữa hoặc là vài tháng nữa thế giới nó cấm vận Việt Nam, thì tụi bay nghĩ là nếu như tụi bay là một cái xí nghiệp công ty nào đó đi, đúng không? Giờ ví dụ nó cấm vận những cái mà nó không cho qua mà không cho lại, theo tụi bay nghĩ rồi, cái đất nước Việt Nam gì gì đâu đi gì đâu hả? Hả, cái đất nước Việt Nam đi gì đâu? Nếu như nói đặt chuyện thì không nói gì, tụi bay lướt đi. Mỹ nó kêu đòi nhân quyền, đúng không? Yêu cầu thế giới á cấm vận Việt Nam, đúng không? Bây giờ thế giới mà bắt tay vào việc á, đó trong tầm ngắm á, rồi tụi bay nghĩ làm sao hả? Gạo không sức đi được, đường gạo xăng dầu nhiêu thôi, điện đại đủ thứ các cái đâu, tụi bay nghĩ làm sao hả? Gia đình nó thì không đói đâu, gia đình nó cao cấp 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 cốc rồi nó đi xin ăn hết trơn, cả bầy nó đi xin ăn, chắc người ta có người cho, bị cái tụi u mê nó sẽ cho ăn. Rồi như mình nè, những người mà không u mê nè, rồi sao cũng là con dân Việt Nam nè, không bây giờ không có đâu kiếm ăn, giờ chăm cà phê uống cà phê ăn cái hay tính gì tính. Hello mẹ, mẹ hello con hả? Trời ơi, sáng suốt đi, sáng suốt đi, coi cái cách tu của nó có đúng chưa, thằng tệ nó tu đúng chưa, nó có đúng là người công dân Việt Nam chưa? Đúng ra nó cũng biết, gia đình nó cũng nói mày đi tu như vậy đó, mày đi làm như vậy đó, bây giờ người dân người ta lên nói như vậy đó, báo chí nó đưa lên hệ lụy, tụi bay có hiểu cái câu hệ lụy không? Tại sao báo nào nó cũng nói là hệ lụy rồi, Lê Anh Tú là hiện tượng, tụi bay có hiểu không? Có hiểu hiện tượng với hệ lụy không? Chứ nó có nói là báo, có báo nào nó nói Lê Anh Tú là một một chân tu, một người tu đúng không hả? Bên giáo giáo hội Phật giáo Việt Nam nó có nói không hả? Nó có nói ông Tú này là đi lên tu đúng không, cảm ơn việc hả, ông Tú này là như vậy là Phật sống Phật gì không? Tự tụi bay tôn vinh lên mà tụi bay thấy hệ lụy không? Tại sao người ta nói là hệ lụy hả? Tại sao mà báo nó đang là hệ lụy? Gọi là hệ lụy với cái gì cảm ơn cục trang, báo nó đăng là hệ lụy với cái gì, với cái gì quên mất tiêu, mới nói nữa hả?
Thì tụi bay thấy hệ lụy chưa? Thấy hệ lụy chưa? Ít nhất gia đình nó không đọc báo đi, nó không coi đi, nhưng mà chắc không. Tao thấy nè, nó không xài điện thoại thiệt nhưng mà nó có coi điện thoại. Tao thấy nè. Bây giờ đưa mấy cái video đó đi, đưa vô lên mấy anh áo xanh đi, đi giám định là những video đó phải của nó, hình ảnh nó phải là của nó. Đó, đi giám định đi. Cảm ơn mày thấy. Mình hãy đi giám định đi. Nó không nghe điện thoại. À, mô Phật, con không có xài điện thoại, con không sử dụng điện thoại, con không nghe điện thoại. No, 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 né ra. Nhưng mà cuối cùng cả nhà thấy không? Chồm chồm vô coi cái gì? Coi tin nhắn hả? Coi kịch bản hả? Coi cái đường tiếp theo làm gì hả? Hả? Theo làm theo chỉ đạo hả? Tại sao vậy? Tại sao như vậy? Vậy thì nó đúng chưa? Thì những cái này nếu nó có... Alo, alo, alo. Báo cáo rồi cả nhà ơi, nó báo cáo rồi, bà của phòng trà đó báo cáo rồi, báo cáo rồi, xuống xuống xuống. Nè, bắt đầu bắn mấy đứa ra nè, để hả tụi bay ở trong này á, tụi bay mà sụn lào á là nó hư cái like của tao. Đúng không? Đúng không? Tụi bay cái vô, tụi bay spam kiểu này là nó hư cái like tao đúng không? Bây giờ khoan nghe cả nhà, bắt đầu em bắn từ đứa nha. Em xử từ đứa nha. Tụi bay chào tao nha. Đó, Bồ Tát sống Phương Hằng đúng rồi, vợ cán bộ nha. À dạ, à u mê ông tệ đúng rồi. Bắt đầu nha cả nhà, em xử từ đứa nghe, nó vô cái kiểu như nó cái bầy cái đàn vô nó súng nhau, nó xì ba em á, để cho em hư cái like này nè. Trời ơi, tụi bay đừng yên tâm đi, ở trên mạng này á họ mày bụng miệng không có hết đâu.